Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học Singapore của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương đưa đến cho các bạn một thông tin cực kỳ hot. Đó là hiện tại trường đại học Curtin Singapore đang có những suất học bổng vô cùng hấp dẫn dành cho tất cả các bạn sinh viên khi đăng ký nhập học tại trường. Thì trường Curtin Singapore được thành lập vào năm 1968. Thì trường Curtin University của Úc là trường đại học công lập lớn nhất ở Tây Úc và nằm trong top 2% của các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Ngoài việc cung cấp cho các bạn sinh viên quốc tế chương trình giảng dạy tốt, thì trong năm 2017 thì trường Curtin Singapore đã đưa ra những chương trình học bổng nhằm hỗ trợ cho các bạn chi phí du học cụ thể như sau. Đầu tiên đó là học bổng du học Singapore với chương trình cao đẳng thương mại, thì giá trị học bổng này lên đến 70 triệu đồng. Và điều kiện thì các bạn phải có IELTS 5.5 và không có kỹ năng nào thấp hơn 5.5, và điểm GPA lớp 12 của bạn phải là từ 6.5 trở lên. Và thứ hai đó là học bổng tại trường Curtin Singapore với chương trình là cao đẳng truyền thông, với giá trị học bổng này sẽ lên đến 70 triệu đồng. Và điều kiện là các bạn phải có IELTS là 6 chấm và không có kỹ năng nào thấp hơn 6 chấm, và điểm GPA lớp 12 là 6.5 trở lên. Và thứ ba đó là học bổng với chương trình cử nhân tại trường Curtin Singapore, thì áp dụng đối với tất cả các ngành và giá trị của học bổng này lên tới 70 triệu đồng. Điều kiện là các bạn phải có IELTS 6.5 và không có kỹ năng nào thấp hơn 6 chấm, và tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm bình quân đạt được là 80% cho 4 môn theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp. Và tiếp theo đó là học bổng dành cho chương trình thạc sĩ kinh doanh quốc tế, với giá trị của học bổng này là lên đến 87 triệu đồng. Và điều kiện là các bạn phải có IELTS là 6.5 và không có kỹ năng nào thấp hơn 6 chấm, và tốt nghiệp cử nhân tại trường đại học được Curtin công nhận. Và thứ năm đó là chương trình học bổng dành cho thạc sĩ quản lý dây chuyền cung ứng, với giá trị học bổng này lên tới 87 triệu đồng. Điều kiện là các bạn phải có IELTS là 6.5, không có kỹ năng nào thấp hơn 6 chấm, tốt nghiệp chương trình cử nhân tại đại học được trường Curtin công nhận. Và thứ sáu đó là học bổng dành cho chương trình thạc sĩ về quản trị dự án, giá trị học bổng này lên tới 90 triệu đồng, và yêu cầu là các bạn phải có IELTS là 6.5, không có kỹ năng nào thấp hơn 6 chấm, và tốt nghiệp cử nhân tại đại học được trường Curtin công nhận. Và cuối cùng đó là học bổng dành cho chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh toàn cầu, thì giá trị của học bổng này lên tới 140 triệu đồng, và điều kiện là các bạn phải có IELTS 6.5, không có kỹ năng nào thấp hơn 6 chấm, và tốt nghiệp cử nhân tại một trường đại học được Curtin công nhận. Hiện Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore tại Việt Nam. Nếu như các bạn cần được tư vấn và hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore tại trường Curtin, thì các bạn có thể liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Địa chỉ tại quận Nhất đó là mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và số điện thoại là 0838484879. Tại quận 5 đó là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, và tại chi nhánh ở Nha Trang đó là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.